Andy xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Andy Phạm Cuộc Sống Trên Đất Mỹ. Thì bây giờ là tháng 12, hôm nay là ngày 18 tháng 12 các bạn. Thì ngày mai sẽ là sinh nhật của Andy. Cho nên hôm nay thì Andy sẽ vào bếp tự làm cho mình một cái bánh kem bằng rau câu. Thì mình sẽ làm 4 lớp. Lớp phô mai, lớp nước cốt dừa, rồi một lớp bơ. Với mình trang trí bông giống như 3D đó, rồi một ở lớp trên mặt nữa là mình làm một cái lớp rau câu trong nước dừa thôi. Đó, bánh mình đã ủ lạnh mình làm xong, bây giờ mình sẽ nó chốc lóc rồi các bạn, mình xay được nè. Đó, bây giờ mình sẽ gỡ ra cho các bạn xem rồi mình cắt ra thử. Rất là đẹp. Rất là đẹp không? Hoa thì mình làm màu cam, bằng cam với lại bơ luôn. Đó. Và bây giờ thì xin mời các bạn cùng vào bếp với anh đi để làm cái món rau câu bơ để mình làm bánh sinh nhật các bạn nhé. Happy birthday to me. Bây giờ thì Andy sẽ giới thiệu sơ qua các nguyên liệu mình gồm có để mình làm nhờ chuẩn bị làm cái bánh kem rau câu sinh nhật các bạn ha. Thì thứ nhất là mình có sữa tươi nè. Mình có hai lon nước dừa nè. Nước dừa này nó có cá cho nên chút mình sẽ lọc lại mình lấy nước thôi. Rồi đường nè. Một lon nước cốt dừa nè. Bơ nè. Trái cam nè. Rồi phô mai, mình dùng phô mai đầu bò. Nó béo ngon các bạn. Rồi đặc biệt là không thể thiếu đó là gói rau câu thái, aga aga các bạn. Rồi có cái máy xay tinh tố nữa để mình xay bơ. Đó, thì những cái nguyên liệu này thì mình sẽ dùng mà làm như sau, mình làm 4 lớp các bạn. Một lớp là mình dùng lớp bơ nè, thì mình dùng sẽ dùng 3 trái bơ này để mình xay ra rồi mình trộn với rau câu để mình nấu, mình làm một cái lớp. Rồi lớp thứ hai nữa là mình làm bằng phô mai. Phô mai mình trộn với sữa mình nấu lên rồi mình cho rau câu rào, mình làm lớp thứ hai là lớp phô mai. Rồi lớp thứ ba là cái lớp nước cốt dừa cho nó béo các bạn. Nước cốt dừa với rau câu mình làm nước thứ ba. Cùng là mình dùng rau câu trong. Tức là mình chỉ pha nước dừa tươi thôi, nước dừa thôi để mình làm cái lớp ở trên mặt để mình thấy được cái hoa mình làm sẽ là bằng cam. Với lại cái bơ mình làm có hồng ở trên mặt và mình đổ cái lớp thứ tư lên, cái lớp trong á, để mình thấy được cái bông hoa. À, thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào chi tiết chúng ta làm các bạn nhé. Mình làm 4 lớp cho nên mình có 4 cái nồi nhỏ nè để mình chuẩn bị mình nấu rau câu. Thì đây là cái gói rau câu này nó 25g cho nên mình sử dụng chắc khoảng nửa gói thôi. Bây giờ mình làm cái bánh cũng nhỏ. Thì trước tiên mình sẽ ngâm cái rau câu này trước các bạn cho nó nở. Một bịch này chắc được 5 muỗng, các bạn. Một muỗng này là khoảng 5g. Đó, thì mình chia làm 4. Dừa nè, mình sẽ lọc lại vì nó có sát. Mấy cái phần còn lại mình cũng cho một ít nước thôi, thay vì mình cho nước, mình cho nước dừa luôn. Mình cho một ít thôi để mình ngâm cho nó nở rau câu. Vì một chút mình sẽ trộn với bơ, sữa nữa, cho nên mình không có cho nước nhiều. Sau đó chúng ta dùng muỗng khuấy cho rau câu nó tan đều. Rồi chúng ta để nó khoảng 15 phút cho rau câu nó nở. Rồi sau đó chúng ta sẽ đi nấu rau câu. Khi chờ đợi thì chúng ta sẽ gọt bơ. Mình xay bơ. Bơ rất là dẻo luôn các bạn.
xắt nhỏ nó ra. Ta sẽ cho vào máy xay sinh tố. Cho ít sữa tươi. Cho này ít đường cho nó ngọt các bạn. Đừng ngọt quá, nếu các bạn thích ăn ngọt thì cho ngọt nhiều. Giờ mình sẽ xay nó. Rất là ngọt, rất là béo luôn. Giờ là tới phần là mình làm nước cốt dừa. Cho đây, tí mình sẽ nấu nó lên. Đây là phần sữa tươi với phô mai. Mình dùng 3 viên thôi, nếu bạn thích ăn béo. Hai đầu bò. Thì mỗi phần mình cũng cho đây một ít đường cho nó có độ ngọt mà. Rau câu trong mình cũng cho đường vào. Riêng cái phần này hả, mình nấu cho nó sôi lên xong mình cho bơ vào. Xong mình quậy, mình đánh tan một lần nữa. Thì các bạn nhớ thử xem cái độ ngọt của mình vừa đủ chưa. Mình thích ăn dừa dừa không ngọt lắm. Còn nếu các bạn thích ăn ngọt thì mình cho thêm đường. Mình sẽ nấu cái phô mai mình làm trước. Mình làm cái lớp phô mai trước. Ngay phô mai mình đã nấu nó tan chảy nè. Nó vẫn còn lợn cợn một chút, nhưng mà mình sẽ lọc lại. Thì chúng ta cần cái này để mình làm cái khuôn nè. Đó, mình sẽ lọc cho phô mai vào đây, mình lọc nó lại. Đó, mình được một lớp. Nó có mấy cái bọt nè, mình dùng tăm mình chọt cho nó bể cái bóng này hả. Xong mình để đây cho nó nguội khoảng 15 phút là nó nguội. Nó đông lại mình sẽ đổ lớp thứ hai. Trong khi chờ đợi cái lớp thứ nhất nó nguội để mà đặt đó, thì mình làm bông cho cái bơ này. Mình sẽ thái nhỏ như thế này ra. Cam thì mình làm cái bông bự mình để chính giữa. Còn cái bơ mình làm cái nền màu xanh mình để xung quanh cái bông nhỏ bên ngoài. Mình nấu cái lớp bơ. Rất là mịn luôn các bạn. Xong mình để nó nguội. Tiếp theo mình cho một lớp bơ lên. Nó cứ lần lượt một chút, mình cho mấy cái lớp khác lên nữa là xong. Mình cho vào ngăn mát tủ lạnh cho nó mau nguội á. Giờ đã nguội xong rồi. Nước cốt dừa lên. Này cho nó dính để cho nó bị tách lớp.
Xong mình để nguội mình cho ngăn mát. Mất được 3 lá mà. Đây là những cái muối cam là mình tách ra rồi. Để trang trí cái thân hoa chính giữa. Nhớ một cái bông hoa sam. Cho cái hoa quýt nè. Bông. Đó, xong mấy cái bông. Giờ mình cho ra câu trong luôn. Gạch gạch này nè. Cho nó không có bị tách lớp rồi. Đổ cho nó ngập cái hoa luôn. Mình dùng tâm, mình cố định, mình đè nó xuống đây nè, để sao nó bị bung lên các bạn. Để chút cho nó nguội xong mình rút cái tâm ra. Cái bánh nãy giờ mình làm, mình bỏ tủ lạnh cũng 4 tiếng rồi bạn. Giờ mình lấy cho các bạn xem. Mình làm hai cái nè, một cái này có màu là rất là đẹp phải không? Còn cái này nó dư nè, cho nên mình làm đổ này nè. Đó, giờ mình lấy nó ra. Nhìn rất đẹp ha. Đây là phần dưới nè, 4 lớp. Quá cao dày luôn. Nó chốc lóc rồi các bạn. Mình xay được nè. Đó, bây giờ mình sẽ gỡ ra cho các bạn xem rồi mình cắt ra thử. Đó, bây giờ mình sẽ úp cái dĩa này lên. Giờ mình lật ngược nó lại thì nó sẽ đổ ra. Cuối cùng cũng nó ra nè, nó chóc rồi nè, vì nó dày quá khó lấy. Mình không có đầu mình ghi tên lên được. Bây giờ mình sẽ cắt cho các bạn xem.
các bạn. Không có bị tách lớp luôn. Rất là đẹp. Bây giờ mình sẽ ăn thử cho các bạn xem. Đây là không bị tách lớp luôn. Rất là ngon rồi. Nó không quá cứng, nó vừa mềm dẻo, thơm rất là ngon. Bây giờ mình sẽ ăn từng, mình bẻ nên mình ăn từng lớp cho các bạn xem. Đây là lớp phô mai nè. Phô mai béo, chắc chắc luôn. Phô mai béo với lại cái sữa tươi nữa nên rất là thơm. Còn đây là lớp bơ, cái mình xin tố bơ. Lớp bơ cũng béo thơm luôn. Đây là nước lớp cốt dừa. Lớp cốt dừa thì nó hơi cứng một tí, thì chắc rau câu nó hơi nhiều, nhưng mà rất là thơm, thơm nước cốt dừa rất là ngon. Nó còn đây là cái cuối cùng, là cái lớp trong, cái lớp mà cái bông á. Cái lớp bông thì ăn nó ngon nhất, ngon hơn tất cả các lớp kia. Bởi vì cái lớp trong này là nước dừa tươi không à, dưới nó có mình nên nó rất là thơm và ngọt, nó không có bị ngấy như mấy cái lớp kia. Rồi mình ăn chúng vào cái miếng cam á thì nó hơi chua chua, rồi dưới cái miếng bơ thì nó béo béo nên chua chua béo béo, ăn rất là ngon, không có bị ngán. Cái lớp sau cùng là ngon nhất, mình thích cái lớp sau cùng. Lớp này chua chua béo béo ngọt ngọt thơm thơm. Rất ngon luôn các bạn. Nó... lần đầu tiên mình làm thử cái nhân bơ như thế này mà rất là ngon. Nếu các bạn thích thì các bạn thử làm, ăn là lạ miệng, rất là ngon các bạn. Nó... thay vì mình mua bánh kem, mình sinh nhật mình làm bánh kem, thì thay vì mình đổi mình làm bằng rau câu với là mình kết hợp cái hoa mình làm trên giống như dạng rau câu 3D đó. Nhưng mà 3D người ta làm bằng, ta có cái khuôn hoa ta bỏ trong cái, người ta bơm rau câu vô thành hoa nó đẹp hơn. Nhưng mà mình làm cái này mình nó công phu hơn, nó cực hơn, nó khó hơn, nhưng mà nhìn cũng rất là đẹp, rất là hấp dẫn, ăn cũng rất là ngon các bạn. Bây giờ thì Andy xin chào tạm biệt tất cả các bạn nhé. Chúc tất cả các bạn một ngày thật vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc. Happy birthday to me.
Bye bye.